Xin chào mọi người. Hôm nay là sáng thứ hai, giờ mình chuẩn bị đi lên Tokyo Dome để dự thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco đó. Bây giờ mình đang ở ngay chỗ ga để chờ mấy người bạn tập hợp lại xong rồi cùng nhau đi. Hôm nay là một cái thánh lễ mà quan trọng nhất, may mắn được một lần duy nhất trong đời. Giờ tới một chặng rồi, bây giờ đứng đây chờ thêm nhóm người nữa, nhóm bạn nữa rồi mới tập trung lại rồi đi luôn. Đi dự cái thánh lễ ngày hôm nay á là tụi mình phải chuẩn bị từ 2 tháng trước rồi, đăng ký ở trên mạng á từ 2 tháng trước, xong rồi á tới giữa tháng 10 mới nhận được cái hagaki này nè. Cái giấy thông báo là được đi á, được đi tham dự thánh lễ đó. Nhận xong rồi, bây giờ hôm nay á là phải mang theo cái giấy này với lại một cái giấy mà chứng nhận cái bản thân của mình có hình đó, là rồi xong rồi với lại là bằng lái hay là chứng minh nhân dân gì đó ha, với lại cái này nữa nè, đây đây phe này luôn, một cục cơm nguội với lại một chai nước nhỏ nhỏ, tại vì vô trong đó đó 12 giờ hơn á là mình phải đi vô trong rồi, mà tới chiều sau 7 giờ mình mới được đi ra ngoài. Là mình sợ mình đói bụng nên mình phải chuẩn bị, nhưng mà rất là gọn nhẹ, không có được rườm rà, không có được xách nhiều. Như lại đi vô trong đó đó, người ta kiểm soát rất là kỹ cho nên không có mang những cái món đồ thừa thải theo. À, đây là một người đẹp, bạn của mình đó. Đẹp không? Đây là đứt lưng quần của chị ấy. Bây giờ mình quay cảnh ga này là ga Shinagawa nha. Bây giờ mình quay cảnh ga vào lúc 12 giờ kém 20 phút cho mọi người coi là cảnh ga nó như thế nào ha. Đây là ga Shinagawa. Nó cũng là một cái ga lớn đó. Nó có cái tuyến xe điện siêu tốc nữa nên là rất là đông người. Mọi người đến đây rồi họ chuyển tiếp đi những cái tàu khác, những cái tuyến khác. Ở đây cũng có cái tuyến xe điện Narita Express, nó chạy thẳng tới sân bay Narita luôn. Đây là các tình yêu của mình chuẩn bị đi lễ đây. Giờ đi chút xíu nữa là tới Tokyo Dome đó, là chuẩn bị đi vô để dự thánh lễ của Đức Thánh Cha Francisco. Đây đi dọc đường gặp mấy em từ Nagoya lên, từ Nagoya lên cũng đến để dự thánh lễ đây. Đi thương không? Tại vì có rất nhiều phái đoàn của Việt Nam đó. Toàn người Việt Nam đông. Ồ, chỗ này người Việt Nam đông lắm luôn. Rất nhiều phái đoàn từ Việt Nam đã có mặt rồi. Đã chị vào. Ba người này đặt cho cái status gì đây? Đặc nhiệm tào lao. Chào mọi người. Ở đằng sau mình là cái cổng vào của Tokyo Dome đó. Thấy không? Đây là lần đầu tiên mình ở đây mấy chục năm rồi, mà đây là lần đầu tiên mình tới cái chỗ này nè. Mình đứng ở phía bên ngoài cái Tokyo Dome để mà mình ăn lót bụng á. Tại vì bây giờ mình đi vô trong Tokyo Dome là mình ở trong đó cho tới sau 7 giờ mình mới được ra ngoài. Mình sợ là mình sẽ đói bụng nên là mình có mang theo một cục cơm gọi là onigiri á để ăn lót bụng. Rồi còn ở trong này là một bịch vitamin với lại một chai nước nhỏ để dành uống cầm chừng cho tới 7 giờ. Mình đang ở cái chỗ màu đỏ nè. Mình đi thẳng vô, đây là nguyên cái Tokyo Dome luôn nè. Đây là chỗ bán vé số của Nhật nè. Ở những cái trung tâm ga đồ này nọ đó là hay có những cái chỗ bán vé số này lắm nè. Đó, chuẩn bị có cái giải 10 Úc Yên á. 10 Úc Yên tính ra tiền Việt là nhiêu mình cũng không biết luôn. Hồi nãy lâu lắm rồi mà mình không có mua vé số, tại vì mua không có trúng mình không có thèm mua nữa. Nhưng mà tự nhiên hôm nay đến nay mình lại dại dột mình mua rồi, mua hết 10 tờ. Ê, ông anh của mình ổng đang mua vé số nè. Chúng nhiêu tiền đại ca? 10 triệu đô. 10 triệu đô hả? À. Có đúng không? Đúng 10 triệu đô không á? Giải độc đắc 10 triệu đô. Giải độc đắc 10 triệu đô luôn đó.
Vậy là chuyến này đại ca trúng số rồi, đại ca cho tụi em tiền để đi phượt qua Mỹ là ok nha. Ok. Ok. Ok luôn. Nè, đại ca ok rồi, chừng nào trúng là đại ca sẽ cho tiền phượt qua Mỹ. Vô rồi, thâu luôn rồi, làm bằng chứng trước tòa. Nghĩ xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi vô đây. Từng đoàn tới. Người đẹp, người quen. Chị ơi, số mấy? 53 hả? Người quen. Ôi mà cũng không nhớ là ai luôn. Đoàn nó đi đi thôi. Từng đoàn đến. Ở đây là chị Tổng. Oh,
Xin dâng